Kính thưa quý vị và anh chị em, trên trang Facebook của giáo họ Hà Phát có đăng một hình ảnh vào ngày 24 tháng 5. Đó là hình ảnh cha Trương Bửu Diệp. Như quý vị và anh chị em đang xem thấy đây, thì hình ảnh cha Trương Bửu Diệp có một phụ nữ chụp hình ảnh với hai người con. Quang Hải mời quý vị và anh chị em xem. Thì lúc mà chụp xong thì phát hiện trên khuôn mặt của cha Trương Bửu Diệp có một vết máu. Thì Quang Hải muốn gửi đến quý vị và anh chị em đây. Đây là bức tượng mà quý vị và anh chị em đang chứng kiến đây. Đó là cha Trương Bửu Diệp mà có vết máu trên khuôn mặt sau khi người phụ nữ chụp hai người con. Đó. Thì quý vị và anh chị em thấy đây là bức tượng mà quý vị và anh chị em đang chứng kiến. Người phụ nữ có chụp hai người con có vết máu nè, quý vị và anh chị em xem. Đây là tại giáo họ Hà Phát, Biên Hòa, Đồng Nai nha quý vị và anh chị em. Quang Hải sẽ quay một vòng cho quý vị và anh chị em khung cảnh ở giáo xứ như thế nào. Và đây là bức tượng cha Trương Bửu Diệp đang ở đây. Thì ở đây có rất là nhiều hoa và có một tấm bảng tạ ơn cha Trương Bửu Diệp, có kinh cầu Chúa Cha ban ơn chữa lành nữa nè. Đọc kinh trước linh tượng cha Francisco Trương Bửu Diệp. Và lúc này thì đang mọi người trong nhà nguyện đang đọc kinh Lòng Chúa Thương Xót. Một kinh mà có vẻ quý vị và anh chị em rất là thuộc kinh này. Đó. Lúc này thì Quang Hải ra, lúc này thì khung cảnh ở đây trời đang mưa. Trời đang mưa nè quý vị. Đó. Nước chảy xuống quá trời luôn. Đây là khung cảnh của nhà thờ Hòa Phát, Hà Phát nha quý vị và anh chị em. Nếu quý vị và anh chị em có dịp ghé qua đây thì quý vị và anh chị em vào viếng cha Trương Bửu Diệp. Một nơi rất là đặc biệt phải không quý vị và anh chị em. Khung viên ở đây rất là rộng, vừa đẹp nữa. Và đặc biệt có tượng Chúa Giêsu, tượng Chúa Kitô Vua cũng rất là cao. Thank you.